Kỹ sư Nguyễn Nở, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vừa sáng chế giường y tế đa năng 4M, dùng điện để tặng người già và bệnh nhân nghèo. Giường y tế đa năng 4M, dùng điện, bao gồm hệ thống bánh xe có chế độ khóa cố định, hộp điện 12V, nút điều khiển tư thế giường, bồn vệ sinh, động cơ nâng hạ bằng xi lanh điện, máy bơm, đệm hơi chống loét. Theo anh, các chi phí lắp ráp giường y tế đa năng chỉ khoảng 3 triệu đồng, chỉ bằng 1/4 so với thị trường. Giường y tế đa năng 4M giúp người bệnh thoải mái trong quá trình điều trị, dễ dàng di chuyển, hạn chế viêm loét, giấc ngủ ngon hơn, tốt hơn cho tinh thần người già, người bệnh và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Hiện tại, những chiếc giường đầu tiên đã hoàn thành và được mang đến tặng cho người già, bệnh nhân nghèo tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Anh Nở đang tiếp tục hoàn thiện 5 giường với phiên bản nâng cấp hơn sau trải nghiệm thực tế. Anh sẽ trao tặng những chiếc giường này cho người già, bệnh nhân nghèo trong xã Hành Thuận.